Trời âm u quá à. Bây giờ là 2 giờ nha, mình đang chạy vào trong chợ Tân Thuận nè. Đó, đây là chợ Tân Thuận nè, xe buổi trưa, bây giờ là 2 giờ trưa rồi. Xe ở phía bên trong chợ Tân Thuận đó, họ còn bán gì không nha. Thấy vẫn còn bán rau trái cây nè. Nói như mà bán lắm. Mấy người bán cũng còn leo que lèo tèo, nhưng mà ngồi chơi không, không ai mua. Thấy khung cảnh vắng lạ thường, siêu vắng luôn, quá vắng luôn. Ở chợ Tân Thuận, ở phía đằng đó thì có người bán cá. Đây là ở phía bên trong lòng chợ nè. Có một cái tấm bảng ghi là chợ Tân Thuận năm 1996. Đó, chợ Tân Thuận. Giờ người ta dẹp hết rồi. Chợ nó nằm trong một cái đoạn đường dân sinh rất là nhỏ, hẹp, chật hẹp. Đó, phía bên này thì người ta vẫn còn bán đồ nha, mà bán cũng không có nhiều quá. Hết rồi, nó chạy ra ngoài đây là hết. Thế là xong hết rồi đó. Đó là hết trơn rồi.